chim sát nghiệp báo thiện ác. Lời tựa: Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển do Ngài Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sanh đời mạt pháp cầu học pháp lành, ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ cách chim quẹt để xem xét nghiệp báo thiện ác. Quyển hạ thuật rành nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chim sát tức là dùng tứ mộc luân, những mảnh gỗ que để gieo quả, để biết nghiệp thiện nghiệp ác cùng quả báo khổ vui lành dữ đời trước và đời này. Cho một người nào đó, cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất, viết ra 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác có khắc nét dài ngắn sâu cạn lớn nhỏ thành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa, mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn chừa lại một mặt trống, thành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên vật sạch, do những mộc luân đó hiện ra những chữ có con số gì, rồi theo đó mà xem xét việc lành dữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tùy về hình thức, là chim bói, nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chim bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chim bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành phần xuất gia tại gia, có quy y thọ giới hẳn hoi, và trước khi muốn chim sát phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện tùy hỷ hồi hướng vân vân. Có được đức tin thần thúy thanh tịnh rồi thì sự chim sát thiện ác mới tương ưng với biên nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chim sát sẽ không tương ưng. Lại nữa, khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát, là việc mình muốn xem xét thực hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mảnh muốn nơi thể tướng dụng của tâm chúng ta. Quyển hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa Phật của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hạnh căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được nhóm nêu bằng hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể chất bất diệt của tất cả pháp, thức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán sát, ấy là pháp quán vui tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất thật tướng được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dự vào chủng tính Bồ Tát. Vì nào không kham nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên, hãy niệm danh hiệu của Đại Địa Tạng Bồ Tát, cầu sinh về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào xoay về hướng ấy mà niệm danh hiệu của ngài. Khi đến được nhất tâm, sẽ tùy hiện cư sinh cõi Phật đó, rốt ráo chứ không rơi vào các đường ác, tám chỗ nạn, sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa, mau được bất thối chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo. Tức Đại Bồ Tát Địa Tạng thương xót chúng sanh thời mạt pháp mà đã thay Phật chỉ rành rẽ mọi điều ở Trung Hoa. Từ đời nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này sẽ thực hành pháp sám tội, số ấy rất nhiều, dù cho thấy được tập tục dân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết với nhau. Có điều là từ đời Tùy đến đời Đường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, niên hiệu Đại Châu, những nhà sư định mục lục cả kinh Phật với bộ Khai Nguyên Thích Giáo Luật mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó. Đến thời Bình, có ngài Trí Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề Huyền Nghĩa Kinh Chim Sát, hai quyển Chim Sát Nghĩa Sớ và một quyển Chim Sát Hành Pháp. Cách thực hình hành việc chim sát, bốn quyển trên đều là chú sớ bộ kinh này theo tài liệu Lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 12. Cận đại đây cũng có ngài luật sư Hằng Nhất. Trong khi viết quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát, Thánh Đức Đại Quang nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh chim sát này rất nhiều và đề cao biên nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại gia như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức thời kỳ giáo hóa của Đức Phật đang suy vi, tà pháp đang lừng lẫy, điều đó rất hiển nhiên không thể phủ nhận. Tùy rất nhiều vị phát tâm trỗi vượt cầu vô thượng bồ đề và tu theo các pháp môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số mà hầu như rất hiếm hoi, phải chăng đều do túc thế hiện căn còn mong manh yếu ớt mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và có khí lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nạn hoặc bị sự nhiễu loạn bởi các thứ quỷ thần của 95 phái tạ sư ngoài đạo khiến cho lùi bất
căn lành hoặc trở lại cầu phước báu nhỏ mở thế gian như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận chỉ dạy các chim sát nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chim bói chớ vội khinh thường, cho rằng Phật pháp pha trộn với hình thức bói quẻ của thế gian. Với hình thức một bộ mộc luân gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm, nhóm đầu gồm 10 cái thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa 3 mảnh thâu nhiếp nghiệp thiện ác sâu cạn riêng biệt thuộc thân khẩu ý, nhóm 6 mảnh thâu nhiếp 6 căn 6 trần 6 thức thuộc 18 giới, và mới 189 hiện tượng của phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy đủ thấy kinh chim sát nghiệp báo thiện ác này bất khả tư nghị, không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về thật nghĩa của Đại Thừa thì cũng chỉ Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận Đại Thừa khởi tính của Bồ Tát Mã Nhìn tạo ra để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận thời khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dễ về ý nghĩa trọng yếu của kinh Nhất Thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh chim sắc này chưa thấy lưu thông, ai cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý 1996 đã đem theo bộ kinh này để với hộp mộc luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo và công phu, có các bạn chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mộc luân để chim sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp mộc luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp mộc luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh, đầu tháng 4 năm nay 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày. Mặc dù trong một Phật đản và an cư kiết hạ, với nhiều bận rộn tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì in xong 2 quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mộc luân để những vị tu sĩ, cư sĩ Phật Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh. Như thế, nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Bồ Tát Địa Tạng gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi nhầm tin tưởng như vậy. Xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh nghiệp, kinh chim sát nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng Trong Hạ, mùa an cư năm Bính Tý, năm 1996, dịch giả kính ghi. Kinh chim sát nghiệp báo thiện ác quyển thượng, đời tùy Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch ra Phạn Văn, ra Hán Văn, việc dịch Thích Thiện Thông. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật Đấng Nhất Thiết Trí ở thành Vương Xá trong núi Linh Thú dùng sức thần thông thể hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng cầu hồi diễn nói pháp môn căn tu rất sâu. Bây giờ trong hội có một vị Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính từ tòa đứng dậy xuống lại y phục vén áo hai mặt, cùng kính chắp tay bạch lên Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi, thưa thỉnh Thế Tôn cúi mong Đức Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi, Như Lai có thể giải cho ông. Ngài Bồ Tát Kiên Tịnh Tính thưa: Thưa như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập liệt rồi, đến sau khi thời kỳ chính pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết, sang thời mạt pháp, vào thời kỳ này chúng sanh phước mẫm, nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra thối rối loạn hoài, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách hạn, toàn những sợ sệt bức xúc chúng sanh. Đệ tử Như Lai đa số đến mất niệm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham giận ganh tị ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi đường tiếng khen khéo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm thu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này, chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng, do những nhân duyên đầy dễ các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chính pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lục, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo lực cực kỳ vô hiếm có, đến nỗi lần lần đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình lần lượt chẳng còn vào thời mạt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, còn vì thời đại ác trượt sau này, khi tượng pháp sắp hết và vì chúng căn lành
nhỏ nhoi trong thời mạt Pháp xin hỏi bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật khiến lòng tin được trừ suy buồn bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thoái tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế phần nhiều nghi ngờ chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp chúng sanh như vậy đáng thương đáng cứu tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận tri biết tất cả xin khởi phương tiện giải rõ điều này khiến lìa lưỡi nghi trừ các chướng ngại thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau được giải thoát Đức Phật bảo ngài kiên tự tính rằng lành thay ông hỏi việc này hay lắm rất vừa ý ta nay trong hội này có đại bồ tát tên là Địa Tạng ông nên đem việc này thưa hỏi với người vị bồ tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện mở bài diễn nói để ông mãn nguyện khi đó bồ tát kiên tự tính bạch Phật kính bạch Thế Tôn Như Lai là đấng đại trì vô thượng ý gì Đức Phật chẳng nói lại muốn để bồ tát Địa Tạng diễn nói việc này Đức Phật bảo ngài kiên tự tính ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ bồ tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí công đức tràn đầy chỉ vì nương xuất đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện ứng thân mười phương dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước khởi dụng độ sinh nhưng với đời ác năm trượt riêng người làm lợi ích giáo hóa sâu dày hơn cả lại cũng nương sức huân tập thệ nguyện thở xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà thành thục chúng sanh do đó trong đại hội này thần tướng của ngài đoan nghiêm oai đức thù thắng chỉ trừ Như Lai ngoài ra không có ai có thể hơn nổi và lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này trừ những vị đại bồ tát như Văn Thù Sư Lợi Quán Thế Âm ngoài ra không ai có thể sánh kịp cũng bởi bản thệ nguyện và nguyện lực xưa của bồ tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh hay diệt tất cả tội nạn hay trừ các thứ chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ điện đời được an ổn lại nữa bồ tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh nghĩa là khéo nói những bản pháp rất sâu có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa khiến chẳng khiếp nhược bởi nhân duyên như vậy cho nên nơi thế giới này chúng sanh khác ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người do đó mà để ta để cho người hỏi khi ấy bồ tát kim thị tính đã hiểu được ý của phật ngày đó ngài liền mở lời khuyến thỉnh đức Địa Tạng rằng hay thay đấng đại sĩ khai đạo như điều tôi hỏi về những chúng sanh trong đời ác trượt dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại được vững niềm tin này Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó xin ngài phải thời thương xót nói đó lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài kiên tịnh tính rằng này thiện nam tử hãy khéo lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong thời ác trượt những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian như chưa có được đức tin và quyết định chẳng thể tu học về tưởng vô thường về tưởng khổ về ý tưởng vô ngã ý tưởng bất tịnh những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế hoặc là pháp quán 12 nhân duyên hoặc là những pháp quán bất sanh bất diệt do chẳng siêng quán như pháp như vậy cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều các căn bản đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo chẳng ai chuyên lòng tin tưởng sâu sắc đối với trong ba thừa đều không có định hướng những hạng người như trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mỗi lo lắng càng thêm tăng trưởng hoặc nghi hoặc hối đối với mọi điều tâm chẳng sáng rõ cầu nhiều lo nhiều lắm chuyện ràng buộc làm việc bất định tư tưởng rối loạn phế tu đạo nghiệp hàng đệ tử Phật người nào có sự chướng hạn nạn như thế nên dùng phương pháp thêm tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước cũng như những khổ vui lành giữa hiện tại đời này duyên hợp mà có duyên hết thì ta nghiệp nhóm theo tâm tướng hiện quả khởi chẳng mất chẳng hư tương ứng với nhau không hề sai lạc hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì hãy theo đó mà quyết định rõ lệch là đệ tử Phật hãy nên học tập chiêm sát phương pháp chiêm sát tướng mộc luân này hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào chẳng thành tựu chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên trở lại đeo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng thành dự của người thế gian rồi sinh ham đắm ưa thích học tập nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo bồ đề này thiện nam tử muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út và dưới một tấc chính những mảnh gỗ bốn mặt gần nhau đầu hai mảnh gỗ chọn nhọn lần lần la ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh khiến cho chuyển đổi nhưng vì nghĩ này mệnh danh là luân lại nương tướng này có thể phá hỏng đứa nghi chấp tà trong chúng sanh chuyển sang đường chính nên chốn rất an ổn nên gọi là luân về tướng mộc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau thế nào là ba một là luân tướng biểu thiện nghiệp chủng thiện ác sai biệt tạo đời trước luân này có 10 hai là luân tướng biểu thiện thiện nghiệp chủng chứa trong những đời trước
hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau. Luân này có ba, ba là luân tướng biếu thì thọ báo sai biệt. Trong cả ba lời luân này có sáu, nhưng muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc khổ ra làm 10 luân. Y 10 luân này mà viết danh từ của 10 nghiệp thiện, cứ mỗi nghiệp thiện chủ ở mộc luân, ghi ở một mặt, kế lấy 10 ác nghiệp việc đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối mỗi luân cũng chỉ ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả các pháp khác. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành, lễ chung tất cả chư Phật mười phương, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thư hỏi lãnh nhận chính pháp của Phật. Kế đến học sự dốc lòng thành kính lễ mười phương tất cả pháp tạng, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp. Vì người diễn nói kết nữa phải học dốc lòng sự dốc lòng thành kính lễ mười phương tất cả hiền thánh, nhân lập đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bất thối chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành kính lễ nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mà được diệt trừ đi nghiệp ác xa lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ là như thế rồi, tùy chỗ có được hưởng hoa, vân vân. Nên sắm cúng dường, trong khi cúng dường hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo để thường khắp giáo thể thường khắp giáp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính xong khắp tất cả cõi nước mười phương các của các đức Phật, rộng làm Phật sự lại nghĩ mười phương tất cả món cúng nào cũng có. Nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa, chữ ngọc, tràng phan, bảo cá, những món trân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, mền nệm, thuốc thang, vân vân, cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường từng khắp mười phương mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sanh dân hiến cúng dường. Lại nên nghĩ nhớ người nào sắp sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường, lại nguyện thân ta có thể nhanh sống hiến khắp tất cả mọi nước mười phương ở mỗi mỗi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với tất cả khắp chúng sanh, đồng đem dân hiến cúng dường tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng chùa viện pháp miếu tất cả Phật sự của các đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu pháp tàng và chỗ thuyết pháp, cúng dường tất cả chư hiền thánh, nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế xong rồi, lần lượt thành tựu sáu ba la mật, bốn vô lượng tâm, biết sau các pháp chưa nảy vắng lặng, không sinh không diệt, nhất vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh rốt ráo tròn đầy. Lại một lần nữa buộc ta một chỗ riêng cúng dường vị ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm, nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xưng danh như vậy đủ 1000 lần, qua 1000 niệm rồi bạch lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đại từ đại bi của mong Bồ Tát hồi niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các nghiệp chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm một luân ở trên vật sạch gieo qua một bên, các thức như thế muốn xem theo mình hoặc xem theo người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người muốn chiêm sát tướng mộc luân đây, tùy nghiệp được hiện đều phải mỗi quan sát kỹ tướng tư duy nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ. Nghiệp như vậy giống loài chẳng đồng, tập khí quả báo mỗi thứ mỗi khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi như nơi nhiều kinh khác. Phải nên nhớ nghĩ suy ngẫm quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong hiện đời này, vừa tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận, đó mệnh danh là khế hợp. Nếu chẳng tương xứng phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là luống sai. Nếu nghiệp tướng mộc luân mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu. Hãy nên chuyên tâm cầu xuất ly thế gian, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng cho nên chẳng hiện. Trường là hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ, thì hai hạng người này những gì về nghiệp thiện nghiệp ác của họ chẳng hiện, đều là nhỏ yếu chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tư ân rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục khi được xứng ý cho dễ tự vui rồi khởi buông lung, liền nên xét nghĩ ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta cần phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là nhờ sự não chẳng lành, rối lắm lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu, chớ nên ki hối mà thoái thu thiện nghiệp. Liền nên xét nghĩ nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế này ta phải thêm nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trì và tạo nghiệp làm thêm, không được dừng lại hay tiếng lười phóng túng. Nếu chẳng như thế chỉ càng thêm sự chú nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiêm sát bằng tướng mộc luân. Thuộc cách thứ nhất thì nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp chữa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mà lớn yếu nhỏ sẽ khác thế nào, lại nên khắc gỗ làm ra ba luân biểu thị ba nơi thân khẩu ý, mỗi luân chữa một nơi, viết chữ vào đó lại nơi mỗi thân chính giữa một mặt, viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến chí mí, cái mặt thứ hai viết vào đường gạch hơi nhỏ và ngắn, cái mặt thứ ba rạch một nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư cũng khắc một nét lớn
Và cạn cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm nghiệp ác suy bại giống như gạch nhỏ. Gạch nào dài lớn tượng trưng cho cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, việc nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy việc làm tăng thêm. Gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tành nên chẳng chậm chạp. Nền tảng chậm chạp vì làm ấm manh, nét khác nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác, từ lâu trở lại việc làm tăng thêm dư hòa cũng dày. Nét khác nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự thoái tu thiện pháp trở lại đây gần mà mới tập thành thêm những pháp ác, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thường lên lắm, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ này. Thì nam tử nếu như chim sát lôi tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng biết tập quán chưa nhóm lâu sai gần, cũng như chưa thể biết nghiệp ác đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hoặc nhỏ. Thế nên cần phải chiêm sát luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu. Nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo, tuấn lương có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì đeo. Luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì đeo. Dân leo luân tướng có sẵn chữ ý, chẳng được đem tất cả tướng của ba luân gieo trong một lần. Phải tùy theo nghiệp chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác, căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ nên điều chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được khế hợp gọi là sai luống. Đây nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết hay nghiệp thâu đạo tùm cướp. Ý trước chú mộc xem nghiệp bất sát nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai hơi được ác nơi thân cũng gọi là chẳng thể được khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưng nghiệp sát không tạo tội giết, chỉ có còn là chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, chẳng nghĩa chẳng tương ưng lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo ngài Kiên Tịnh Tín: Này thì nam tử, nếu nơi sau này các hạng chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí huệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nặng nhẹ thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ được, trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bé nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác vi phạm trọng cấm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thất tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp tháp tà thêm nữa ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi thế giới đã được thanh tịnh, nay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng, rồi ác lìa các tướng, thì nam tử hành giả muốn tu hành pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng tùy năng lực mình và trang nghiêm một cách một tỉnh thất vừa phải. Trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám, treo phan lậm lụa, chuẩn bị hương hoa để dùng cúng dường, tắm gội thân thể sạch, ăn mặc y phục, chớ để hôi hám. Mỗi ngày 3 lần ở trong thất ấy, 3 thời xuống niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lạy 7 đức Phật quá khứ và 53 đức Phật. Cái đó tùy 10 phương mà mỗi mỗi lạy chung, vạn tâm lạy khắp nơi, có sắc thân xá lợi, hình tượng tháp biếu và những Phật sự của tất cả chư Phật. Kế lại lạy chung tất cả 10 phương chư Phật ba đời, lại nên bận tâm lạy khắp 10 phương. Tất cả pháp tạng lại nên vận tâm lại khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp 10 phương. Sau đó riêng xưng danh thêm và đảnh lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Để như vậy rồi còn phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch quỷ mong 10 phương chư đại từ tôn chúng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại sinh nguyện cho con và tất cả chúng sanh mau được diệt trừ vô lượng kiếp tới nay. 10 thứ nghiệp ác, 4 thứ tội nặng, 5 tội đại nghịch, tà kiến điên đảo, chê ba tam bảo, tội nhất diễn đề. Khi đó hành giả lại xem xét kỹ, tính tội như vậy chỉ là từ tâm vọng điên đảo mà khởi, không có thật thể nhất định để có thể nắm bắt. Và thể của nó vốn là rỗng lặng, nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm diệt hẳn gốc tội. Kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh, xin nguyện 10 phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thượng chánh giác xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác, vị nào đã thành xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân không bằng niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sanh rốt ráo say lìa hẳn các thứ tâm ganh tị, tất cả cõi nước trong khắp ba đời, những người tu học được các công đức và được thành tựu con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng, vì những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho các chúng sanh đều xin hồi hướng về nhất thiết trí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tỉnh thất, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải biết nên giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính thì nên trở vào đạo tràng trong thất kinh hành niệm tụ. Trên đây là nói 3 ngày. Kế đến là nói phần giờ giấc ban đêm, nếu có thể đèn nến thắp sáng ban đêm cũng nên 3 thời tụng cung kính cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn nến sáng sủa, vậy nên thường trực ở trong tỉnh thất một lòng tụng niệm, hàng ngày thực hành pháp sám như vậy, chớ lười bỏ phế. Nếu người
có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi ở đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác, rồi tạo điều ác thì tội chướng. Nhẹ tâm của người ấy mạnh mẽ lên lời, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh từ các chướng ngại. Các hạt chúng sanh nghiệp có dày mỏng, cho nên căn tính có lanh có chậm, sai khác không lường. Hoặc có người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, vậy qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lục, tội chướng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm giảm mạnh, chẳng đoái tưởng đến việc tiết thân mạng, thường xuyên tụng niệm sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám phát nguyện, tu vui cúng dường, chẳng lười chẳng bỏ, dù cho mất thân mạng cũng chẳng dừng thoái, tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thì nam tử nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp qua sau 7 ngày phải nên mỗi bữa ăn vào lúc sáng sớm. Vào lúc sáng sớm lấy tướng mộc luân thuộc thứ hai để đủ trong tay gieo luôn 3 lần, nếu thân khẩu ý đều là thuần thì người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đề sau các hàng chúng sanh, người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại ở trong Phật pháp, đời nào đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì thì nghiệp đó cũng dày mỏng đủ thứ khác lại. Do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng. Mà có chúng sanh khi được ba nghiệp thuần thiện bèn liền được thêm các thứ tướng hảo, mà có chúng sanh khi được tướng trọn ba nghiệp lành vừa thì trong 1 ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà từ nơi thân ý thời thới, hoặc có mộng lành, mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, tay xoa đầu mình khen rằng lành thay, người này thanh tịnh, ta đến chứng minh cho người, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng vì để chứng minh. Nếu người chưa được nghiệp tướng banh nghiệm lành mà chỉ trước đó nghe thấy những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng giới nguyện, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế tùy sự nhiếp thọ của mạnh lành thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phóng ánh từ quan khí họ an ổn, lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dự đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ đưa ra những pháp gì liền vì nói những giáo pháp thâm yếu, ngay đó người ấy hướng về mộng thấy thân Phật để đến chứng minh, tay xoa đầu mình khen rằng lành thay, người này thanh tịnh, ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tướng Đức Phật phóng ra ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa được tướng ba nghiệp lành mà chỉ trước đó nghe thấy những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng dối nguyện, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế tùy sự nhiếp thọ của mạnh lành thì ta lúc đó tùy chỗ đám độ mà vì hiện thân bóng ánh sáng từ quan khiến họ an ổn, liền những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền vì nói những giáo pháp thâm yếu, ngay đó người ấy hướng về hiệu của ta với lòng chí thành cũng sẽ mau thoát các thứ suy não bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành lại nữa. Thời đại sau này những hạng chúng sanh tại xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thừa, chẳng được nhiếp thọ cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng chí thành, khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hãy khá thọ. Nếu chúng ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của Phật Bồ Tát, nay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, nhưng chẳng tìm được sự giấu sư giỏi khéo có thể giải rộng tạng pháp tu Bồ Tát hành trước trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới cho đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng tập nguyện để rành mười phương, kể rành mười tướng trước hết, nói mười tướng trọng căn bản kể đến tiêu chung ba thứ tụ giới tự thệ mà đây cũng đắc giới lại nữa. Các hạ chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được chúng pháp, thọ những giới cấm hễ có khả năng học sự pháp tâm cầu đạo vô thường và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, xong những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc mặc và pháp y lập nguyện như thế tự thể mà thọ ba tụ luật ni của giới Bồ Tát, đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luận tạng thanh văn và lục tạng kiết tập của Bồ Tát thừa, thọ trì đọc tụng quán xét tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của Sa-di hay Sa-di-ni, liền phải gần gũi cúng dường cùng cấp học hạ bậc đã xuất gia kỳ cựu, vị này trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới Sa-di mới thọ, thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi. Nhìn những phép tắc của một Sa-di hay Sa-di-ni, nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán xét tu hành, hãy xin cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu Sa-di-ni tuổi đã 18 cũng nên tự thệ thọ 6 giới pháp của một đức xoa trọng tạng tỳ ni
và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni lúc tuổi thọ người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát. Như trên đã nói, sau đó được gọi là tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tắc pháp tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới, bây giờ ngài Tiên Địa Tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát: Bạch Đấng Đại Sĩ, về sự chí tâm, tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, nhưng sự chí tâm nào có thể cảm triệu mộng thấy tướng lành? Ngài Địa Tạng đáp: Này thì nam tử, nói về chí tâm tóm tắt có hai, những gì là hai? Một là chí tâm cầu nguyện của người mùa mới phát tâm học tập, hai là chí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu giống mãnh. Được sự chí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự chí tâm này có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm tụ trụ rõ to bậc hạ. Hai là tâm giảm mạnh, ấy là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là thân tâm, nghĩa là tương ứng với pháp rốt ráo chẳng thoái bậc thượng. Nếu người tu tập pháp này sám hối cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ thì trọn có thể có sự cảm triệu chướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tướng thứ hai này. Thì nam tử nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sai khác ba đời là phải khắc gỗ ra làm sáu luân. Nơi pháp luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi trong đó. Mỗi số chữ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số. Số ghi thứ lớp không cho lộn lạo nên biết những số như thế đều từ con số 1 mà khởi, lấy một làm gốc. Cái tướng của những con số như vậy tượng trưng trong nhóm sáu căn của khắp tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thật tướng tự tánh thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thật tướng lấy đó làm gốc, nghĩa là nương nơi cảnh giới của nhất thật tướng sẵn có vô minh chẳng rõ nhất chân cảnh giới, nhận tầm làm cái nhớ nghĩa tu duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi phân chấp đắm chứa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp, sinh ra các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nương vào sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự thọ báo quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết gì phải nên ba lần gieo tướng một luân theo cách thứ ba này, chiêm sát bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác. Các tướng quả báo hiện ra ba đời, xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một cầu thượng thừa sẽ được bất thoái chuyển, hai cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng, ba cầu duyên giác thừa được không thoái chuyển, bốn cầu thanh văn thừa được bất thoái chuyển, năm cầu sức thần thông được sự thành tựu, sáu tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu, bảy tu thiện thế gian được sự thành tựu, tám giới nào muốn thọ là được diệu giới, chín giới nào từng thọ được đầy đủ giới, mười cầu thượng thừa nhưng đức tin chưa trụ, 11 cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chưa vững, 12 cầu thanh văn thừa nhưng đức tin chưa vững, 13 được chiêm sát chính là người được chiêm sát chính là bạn lành, 14 tùy nghe những gì đều đúng chính pháp, 15 người được chiêm sát chính là bạn ác, 16 tùy nghe những gì đều sai chính pháp, 17 người đang được xem có đức thật sự, 18 người đang được xem không có thật đức, 19 nghĩa được tu quán là không sai lầm, 20 nghĩa được tu quán là bị lầm lộn, 21 những gì đọc tụng là không lầm lộn, 22 những gì đọc tụng là bị lầm lộn, 23 những hạnh được tu chẳng bị sai lầm, 24 những gì thấy nghe đều là tướng lành, 24 có sở chứng gì đều là chân thật, 26 có học những gì đều là sai lầm, 27 những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành, 28 có chứng ngộ gì đều phải chẳng phải chính, 29 có kết quả gì do tà thần giúp đỡ, 30 nói dở điều gì là trí tà biện bác, 31 biết chỗ hiền diệu chẳng phải sức người, 32 nên trước tập quán đường lối sáng suốt, 33 nên tập đường lối thiền định trước đó, 34 xem chỗ được học không bị chướng ngại, 35 xem chỗ được học là điều thích nghi, 36 xem chỗ được học chẳng phải thích nghi, 37 xem chỗ được học đã là tu tập đời trước, 38 xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập, 39 xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên, 40 xem chỗ được học là phương tiện nhỏ, 41 xem chỗ được học không được tiến thú, 42 quả gì mong cầu hiện tại chưa được, 43 cầu xuất gia gì sẽ được ra đi, 44 cầu mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy, 45 cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng, 46 hãy xem việc làm đều là ma sự, 47 xem những việc làm đều là thành tựu, 48 xem được việc được làm chẳng được thành tựu, 49 cầu giàu của cải sẽ được xung thạnh, 50 cầu địa vị quan sẽ được kết quả, 51 cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ, 52 cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả, 53 xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ, 54 xem chỗ học vấn ít đạt kết quả, 55 tìm thầy tìm bạn được như ý muốn, 56 tìm đệ tử được như ý, 57 tìm cha mẹ được như ý muốn, 58 cầu con trai hay con gái được như ý, 59 tìm thê thiếp được như ý, 60 tìm mạng động học được như ý muốn, 61 xem lại những gì
lự được hòa hợp. 62, người được xem tâm họ ma hờn giận. 63, mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64, cầu sự hòa hợp được nhí mốn. 65, tâm của người được xem thì hoan hỷ. 66, người nghĩ mình đến sẽ được gặp gỡ. 67, người nghĩ mình đến chẳng được gặp lại, người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68, người được mời gọi sẽ được nhóm đến. 69, người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70, người mình kính mến sẽ được gần họ. 71, quán pháp ly dục ý được tập trung. 72, quán pháp ly dục ý chẳng tập trung. 73, người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74, xem người hẹn trước chắc chắc sẽ đến. 75, người được hẹn trước ở lại không đến. 76, người đang được xem được sự an lành. 77, người đang được xem hiệu chẳng an toàn. 78, người đang được xem đã không còn thân. 79, người mình không gặp sẽ được gặp họ. 80, những gì mình đang tìm sẽ được gặp lại. 81, những gì cần nghe sẽ được lợi lành. 82, những gì mong kìm tìm thấy chẳng được như ý. 83, xem chỗ bị nghi chính là đúng sự thật. 84, xem lỗ chỗ bị nghi là chẳng thật. 85, người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86, cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87, cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88, tìm những của cải sẽ được như ý. 89, tìm của nơi thân ít được kết quả. 90, có cầu được gì thấy đều sẽ được. 91, có cầu những gì thấy đều chẳng được. 92, có cầu những gì ít được kết quả. 93, có cầu những gì đều được như ý. 94, có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95, có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96, có những mong cầu đều, nhưng bị tổn thất. 97, có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98, có cầu những gì nhưng sẽ bị khổ. 99, xem vật bị mất sẽ tìm lại được. 100, xem vật bị mất chẳng tìm lại được. 101, xem vật bị mất tự trở về lại. 102, cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103, cầu khỏi bệnh tật sẽ được trừ lành. 104, xem những việc đã qua không chướng ngại. 105, xem những việc đã qua có chướng ngại. 106, xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107, xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108, nơi vừa mới đến được sự an vui. 109, được nơi vừa được đến là có ách nạn trên 10. Nơi vừa mới đến là lưới của ma. 111, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 112, nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 113, nơi vừa mới đến được sự lợi ích. 114, con đường dạo qua không bị não hại. 115, con đường dạo qua có bị não hại. 116, vua dân ác nên đói kém nổi lên. 117, vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch. 118, vua dân tốt nên được nước giàu vui. 119, vua đạo nên nước tai họa lớn. 117, 120, vua tu đức tai nạn loạn ly diệt. 121, vua làm ác nước sắp bị phá hoại. 122, vua tu thiện được nước xây dựng lại. 123, xem chỗ dạo qua được khỏi ách nạn. 124, xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn. 125, nơi đang được ở mọi người an ổn. 126, nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127, tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên. 128, là nơi nhàn tịnh không có ách nạn. 129, xem ra quái lạ nhưng không tổn hại. 130, xem ra quái lạ có sự tổn hại. 131, xem ra có lạ tinh tấn thì an. 132, giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133, giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134, giấc mộng được thấy tinh tấn thì an. 135, giấc mộng được thấy là một nơi lành. 136, thấy chướng nạn đó như sao được lìa. 137, thấy chướng nạn đó lần lần được lìa. 138, thấy chướng nạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139, thấy chướng nạn đó nhất tâm là trừ. 140, thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141, thấy nạn đang bị lâu mới được thoát. 142, thấy nạn đang bị suy chịu nhiều suy não. 143, thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144, thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết. 145, thấy bệnh đang mắc chất chẳng nên điều trị. 146, thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá. 147, thấy bệnh đang mắc hợp với phi nhân. 148, thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu. 149, thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu. 150, thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành. 151, thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152, thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153, thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154, thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp. 155, thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực. 156, thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn. 157, thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu. 158, cách được trị liệu là chữa dị sai. 159, thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 160, thấy bệnh đang mắc là mà sắp chết. 161, đó là đường trong đường địa ngục mà đến. 162, từ trong con đường súc sinh mà đến. 163, từ trong con đường ngã quỷ mà đến. 164, từ trong con đường Atula mà đến. 165, từ trong nhân loại mà đến. 166, từ trong loài trời mà tái sinh đến. 167, từ trong những người tại gia mà đến. 168, từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169, đã từng gặp Phật cúng dường mà đến. 170, từng gần cúng dường hiện thánh mà đến. 171, từng được nghe pháp rất sâu mà đến. 172, bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173, bỏ thân rồi sẽ đọa làm súc sinh. 174, bỏ thân rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175, bỏ thân rồi sẽ làm Atula. 176, bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177, bỏ thân rồi làm vua trong loài người. 178, bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179, bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180, bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu. 181,
bảo thân rồi được xuất gia tu học, 182 bảo thân rồi sẽ được gặp thánh tăng, 183 bảo thân rồi được sinh lên trời đâu xuất, 180 bảo thân rồi sinh tịnh độ của Phật, 185 bảo thân rồi liền thấy Đức Phật, 186 bảo thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn, 187 bảo thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác, 188 bảo thân rồi sẽ chứng được đạo quả, 189 bảo thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này thiện nam tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả báo lành dữ. Cách kim sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với người ý người tương xứng thì không sai, là các số cộng gieo người nào mà con số thành với việc tâm đang chú trọng theo được để xem kết quả không tương xứng ấy chắc chẳng là hết lòng thành. Như thế gọi là hư luống, người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy được vô sở hữu, không có gì để vướng mắc. Lại nữa, này thì nam tử, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quán xét tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sao mới có thể quy kính tu hành cúng dường như nước, dư trước dốc lòng phát nguyện vì họ chim sắc để nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng người thầy tà để được để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chim sát nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hại chúng sanh về đời sau này, bất cứ việc gì được chim sát đến mà chẳng được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được nhiều sự lợi ông, lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt, phải nên sớm sám hối, thường xuyên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì việc chim sát sẽ được tốt lành, cầu gì được nói hiện đời xa lìa những khỏi những suy buồn, kinh chim sát thiện ác nghiệp báo kiển thượng hết. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha.